Xin chào mừng tất cả các anh chị em đến với câu lạc bộ đọc sách vào 6 giờ sáng của chúng ta. Hôm nay sẽ là chương 12. Xin mời sếp, xin mời giọng đọc của Thanh Thảo trước nhé. Vâng, xin chào cả nhà đến với câu lạc bộ buổi sáng của Thiêm. Và hôm nay em sẽ đọc cho cả nhà nghe chương 12, Nguyên tắc tò mò. Có thể kích thích sự tò mò bằng cách đối mặt những câu hỏi tại sao. Một vài người nhìn mọi thứ như chúng vốn có và hỏi tại sao. Những người khác mơ về mọi thứ như chúng không bao giờ có thể và hỏi tại sao không. Khi tôi là sinh viên năm nhất đại học tham gia giờ tâm lý học căn bản, tất cả mọi người trong lớp được yêu cầu thực hiện một thử nghiệm sáng tạo. Trước sự ngạc nhiên và đầy thất vọng của tôi, điểm số của tôi thuộc nhóm tệ nhất trong lớp. Có gì tồi tệ cơ chứ? Bạn có thể hỏi vậy. Rất nhiều không sáng tạo mà. Rất nhiều người không sáng tạo mà. Vấn đề là tôi biết mình sẽ làm gì để diễn giả để kiếm sống. Và chẳng gì tồi tệ hơn một diễn giả nhàm chán. Làm thế nào tôi có thể vượt qua sự thiếu hụt này trong nghề nghiệp của tôi? Tôi dựa vào một đặc điểm khác biệt mà tôi sở hữu rất nhiều, sự tò mò. Tôi đã tò mò từ khi tôi còn bé. Ở tuổi thiếu niên, tôi cũng giống như chúng bạn. Chỉ khác một điều, họ thích ngủ nướng, nhưng tôi thì thích dậy sáng sớm. Tôi luôn sợ rằng nếu tôi còn nằm ườn trên giường, tôi sẽ bỏ lỡ nhiều điều gì đó, lỡ nhiều gì đó. Bây giờ tôi thấy chuyện đó thật buồn cười bởi tôi sống ở một thị trấn nhỏ ở trung tâm đảo Ohio, nơi có rất ít điều có thể xảy ra. Vì vậy tôi có thể bỏ lỡ điều gì chứ? Tuy nhiên, điều này khiến tôi khác biệt với bạn bè của mình. Tôi bắt đầu sử dụng bản tính này để thu nhập các trích dẫn, câu chuyện và ý tưởng. Tôi nhủ thầm. Cách tốt nhất để tránh khỏi bị nhàm chán là trích dẫn câu nói của những người không nhàm chán. Tôi bắt đầu tìm kiếm những ý tưởng đã được tuyên bố một cách hài hước, thông minh hoặc truyền cảm hứng. Nhưng hãy đoán xem điều gì đã xảy ra sau khi tôi đã làm điều đó trong nhiều năm. Tôi bắt đầu hỏi lý do tại sao các câu chuyện và tuyên bố của họ lại thú vị đến vậy. Tại sao họ lại dễ thương? Tại sao người ta lại cười họ? Tại sao họ lại sáng tạo? Tại sao mọi người kết nối với họ? Không bao lâu sau, tôi đã học hỏi được từ những trích dẫn. Tôi thu thập được cách tạo ra những ý tưởng sáng tạo và đáng nhớ của riêng mình. Nó đã đưa khả năng giao tiếp của tôi lên một cấp độ hoàn toàn mới. Và tốt hơn thế, nó cũng kích thích sự phát triển cá nhân và thành tựu của tôi. Sự tò mò đến từ đâu? Tôi sinh ra vốn đã tò mò rồi ư? Hay nó được tiêm nhiễm vào tôi sau đó? Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi biết rằng tôi vẫn tiếp tục tò mò và nuôi dưỡng sự tò mò này trong suốt cuộc đời. Và điều đó quan trọng bởi vì tôi tin rằng sự tò mò là chìa khóa để trở thành một con người, một người học cả đời. Và nếu bạn muốn tiếp tục phát triển, bạn phải không ngừng học hỏi. Những người tò mò luôn khao khát sở hữu kiến thức. Họ quan tâm đến cuộc sống, con người, ý tưởng, kinh nghiệm và sự kiện. Họ sống một trạng thái liên tục muốn tìm hiểu thêm nữa. Họ liên tục hỏi tại sao. Tò mò là chất xúc tác chính cho việc học hỏi tự giác. Những người tò mò không cần được khuyến khích đặt câu hỏi hoặc khám phá. Họ cứ thế làm việc đó. Luôn luôn như vậy, họ biết rằng dấu vết để khám phá cũng thú vị như chính những khám phá vậy. Bởi vì có những điều tuyệt vời cần được học hỏi trên dọc đường đi. Tò mò giúp một người suy nghĩ và mở rộng các khả năng vượt ra khỏi người bình thường. Việc đặt ra câu hỏi tại sao, châm ngòi trí tưởng tượng, nó dẫn đến sự khám phá, nó mở ra các lựa chọn, nó đưa ra mọi người vượt lên sự tầm thường và sở hữu một cuộc sống phi thường. Không qua sông sao biết sông sâu, nhưng như ai đó từng nói rằng thế giới này thuộc về những người qua sông trong trí tưởng tượng trước khi bất cứ ai làm việc đó. Tôi tin rằng đó là lý do tại sao nhà vật lý học đạt giải Nobel Einstein cho rằng mọi thay đổi có ý nghĩa và đặt lâu dài và lâu dài được bắt đầu từ trí tưởng tượng của bạn và sau đó hoạt động theo cách của nó. Einstein đã tạo ra những phát minh vĩ đại của mình bởi ông là một người tò mò và ông coi bản chất tò mò và trí tưởng tượng của mình
là những phẩm chất tuyệt vời nhất của ông. Làm thế nào để nuôi dưỡng sự tò mò? Tôi thích những người tò mò. Tôi thích dành thời gian với họ và trò chuyện với họ. Sự phấn khích của họ khiến kiến thức và việc học hỏi mang tính lây lan. Tôi thường tự hỏi tại sao có nhiều người không tò mò, quá nhiều người có vẻ thờ ơ. Tại sao họ không hỏi tại sao? Một số người sinh ra đã không ham muốn học hỏi sao? Hay họ lười biếng, hay cuộc sống đã trở nên quá sáo mòn đến mức họ chẳng bận tâm khi mình đang sống một cuộc sống tẻ nhạt, làm cùng một số việc hết ngày này sang ngày khác. Những người như vậy có thể đánh thức tâm trí của họ hay trở nên tò mò hơn để sự phát triển cá nhân trở nên tự nhiên hơn đối với họ không? Tôi hy vọng là có. Tôi tin là có. Đó là lý do tại sao tôi đã viết chương này. Và đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn nên làm theo 10 gợi ý sau để nuôi dưỡng sự tò mò. 1. Tin rằng mình có thể tò mò. Nhiều người lấp đầy ý chí của họ bằng những niềm tin hạn chế. Sự thiếu tự tin và thiếu sự tự trọng khiến họ tạo ra những rào cản cho chính mình và áp những hạn chế vào cách thức và những gì họ nghĩ. Kết quả ư? Họ không đạt được niềm tiềm năng của mình. Không phải vì họ thiếu năng lực mà vì họ không muốn sẵn sàng mở lòng rộng niềm tin và phá vỡ các nền tảng mới. Chúng ta không để đạt được thành tựu vượt trội một cách bất cân xứng với những gì chúng ta suy nghĩ bên trong. Bạn không thể trở thành người bạn tin rằng mình không thể. Nhưng tin vui là bạn có thể thay đổi suy nghĩ của bạn và từ đó thay đổi cuộc sống của bạn. Cho phép mình được tò mò. Sự khác biệt lớn nhất giữa những người tò mò phát triển và những người còn lại là niềm tin rằng họ có thể học hỏi, phát triển và thay đổi. Như tôi đã giải thích trong các chương nguyên tắc có chủ đích, bạn phải bám sát sự phát triển, kiến thức, hiểu biết và sự trí tuệ sẽ không tìm đến bạn. Trí tuệ sẽ không tìm đến bạn, bạn phải tìm đến chúng. Cách tốt nhất để làm điều đó là tò mò. Sự khác biệt lớn nhất giữa những người tò mò phát triển và những người không tò mò hay phát triển là niềm tin rằng họ có thể học hỏi, phát triển và thay đổi. 2. Các bạn 2. Sở hữu tư duy của người mới bắt đầu. Cách bạn tiếp cận cuộc sống và học tập không liên quan đến tuổi tác. Bạn có thể làm mọi thứ với thái độ của mình. Sở hữu tư duy của bạn mới bắt đầu có nghĩa là tự hỏi tại sao và đặt ra thật nhiều câu hỏi cho đến khi bạn có được câu trả lời. Nó cũng có nghĩa là bạn cởi mở và bị dễ tổn thương. Nếu thái độ của bạn giống như một người mới bắt đầu, bạn không có hình ảo nào để bảo vệ và mong muốn học hỏi nhiều hơn để giữ thể diện. Bạn không bị ảnh hưởng bởi các nguyên tắc trước hoặc cái gọi là tư duy chấp nhận được. Chuyên gia quản lý Better cho biết, thế mạnh lớn nhất của tôi với tư cách là một nhà tư vấn là không biết gì và đặt ra một vài câu hỏi. Đó là tư duy của người mới bắt đầu. Thế mạnh lớn nhất của tôi với tư cách là một nhà tư vấn là không biết gì và đặt ra một vài câu hỏi. Những người sở hữu tư duy của người mới bắt đầu tiếp cận cuộc sống theo cách của một đứa trẻ làm với sự tò mò. Họ giống như một cô bé đang hỏi mẹ mình hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Cuối cùng, mẹ mình phải la lên: "Ôi làm ơn đừng hỏi quá nhiều thế được không con? Sự tò mò sẽ giết chết con mèo đấy." Sau vài phút suy nghĩ, đứa trẻ tiếp tục hỏi: "Vậy con mèo muốn biết điều gì hả mẹ?" Đối lập với những người có tư duy của người mới bắt đầu là những kẻ biết tuốt. Họ tự coi mình là chuyên gia, họ có nhiều kiến thức, sự giáo dục và kinh nghiệm. Vì vậy, thay vì hỏi tại sao và biết lắng nghe, họ bắt đầu nói và đưa ra câu trả lời. Bắt đầu, bất cứ lúc nào, một người trả lời nhiều hơn đặt ra câu hỏi. Bạn có thể chắc chắn rằng họ đã làm chậm sự phát triển trong họ và đã mất đi động lực để phát triển cá nhân. Bất cứ lúc nào, một người trả lời nhiều hơn đặt ra câu hỏi, bạn có thể chắc chắn rằng họ đã làm chậm sự phát triển trong họ và đã mất đi động lực để phát triển cá nhân. 3. Hãy biến tại sao thành từ yêu thích của bạn. Albert Einstein đã nói, điều quan trọng là không được ngừng hỏi. Sự tò mò có lý do riêng để tồn tại. Người ta chẳng thể làm gì ngoài việc kính phục khi chiêm ngưỡng những bí mật về sự vĩnh cửu, về cuộc sống, về cấu trúc kỳ diệu của sự thật. Thế là đủ.
nếu ai đó chỉ cần cố gắng để hiểu được một chút bí ẩn. Này, mỗi ngày, đừng bao giờ đánh mất sự tò mò thánh thiện. Bí mật để duy trì sự tò mò thánh thiện ấy là luôn hỏi tại sao. Trong những năm đầu lãnh đạo, tôi nghĩ rằng tôi được cho là một cỗ máy trả lời tự động. Cho dù ai đó hỏi gì đi nữa, tôi cũng hướng dẫn, phấn khởi và trả lời các câu hỏi một cách rõ ràng. Cho dù tôi thật sự biết tôi đang làm gì đó hay không. Khi trưởng thành, tôi phát hiện ra rằng các nhà lãnh đạo phát triển tập trung vào việc đặt câu hỏi thay vì trả lời. Càng hỏi nhiều, chúng ta với tư cách một đội càng đạt được kết quả tốt hơn. Và sự thèm muốn đặt được câu hỏi hơn nữa càng tăng. Ngày nay, tôi luôn ép mình phải tìm hiểu về những người tôi gặp. Tôi đã trở thành một cỗ máy đặt câu hỏi. Tôi đã trở thành một cỗ máy đặt câu hỏi. Diễn giả kiêm tác giả Vikram Tracker đã nói, một tác nhân kích thích rất lớn cho tư duy sáng tạo là những câu hỏi tập trung. Có một điều gì đó ở một câu hỏi được lựa chọn từ ngữ cẩn thận thường đánh trúng trọng tâm vấn đề và tạo ra những ý tưởng và hiểu biết mới. Đa số các câu hỏi tập trung bắt đầu bằng từ tại sao. Từ đó thực sự có thể giúp bạn làm rõ một vấn đề. Và điều quan trọng là bạn đặt câu hỏi như thế nào. Những người với tư duy nạn nhân sẽ hỏi tại sao lại là tôi? Không phải vì họ muốn biết lý do, mà vì họ thấy thương cảm cho bản thân. Những người tò mò đặt câu hỏi để tìm ra giải pháp giúp họ có thể tiếp tục tiến bộ và phát triển. Nhà khoa học triết gia Conchit Kaur quan sát thấy bước đầu tiên của một người tới sự thông tuệ là đặt ra câu hỏi về mọi thứ và bước cuối cùng là chịu chấp nhận mọi thứ. Đó là cơ sở để phát triển liên tục. Hỏi tại sao? Hãy hỏi tại sao? Khám phá, đánh giá những gì bạn khám phá, lặp lại. Đó là một công thức phát triển khá tuyệt vời. Đừng bao giờ quên, bất cứ ai biết tất cả các câu trả lời đều đang không đặt các câu hỏi đúng đắn. 4. Dành thời gian với những người tò mò khác. Khi nghĩ về sự tò mò, phát triển và học tập, bạn có nghĩ về giáo dục chính quy không? Tôi nghĩ trong những năm học đầu tiên, sự tò mò được khuyến khích, nhưng sau đó thì không. Hầu hết các chương trình giáo dục chính quy đều hướng người ta đến những câu trả lời, chứ không phải là những câu hỏi. Nếu từng học đại học, đã bao lần bạn thấy một giáo sư yêu cầu sinh viên dừng đặt câu hỏi để ông có thể nói hết hoặc hoàn thành giáo trình của mình? Bạn có thấy một thái độ cởi mở và tìm kiếm thông tin ở các tổ chức không? Thường là không. Hầu hết các tập đoàn không cố gắng khuyến khích sự tò mò. Harry Hesburn trong cuốn sách của ông Ưu tiên sáng tạo, buộc sự đổi mới phải hoạt động trong sự nghiệp, trong doanh nghiệp của bạn đã viết. Không ai trong một công ty cố tình dập tắt ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên, một cấu trúc quan liêu truyền thống với nhu cầu về dự đoán, logic, tuyến tích, chấp nhận các tiêu chuẩn và mệnh lệnh các tuyên bố tầm nhìn, tầm xa gần đây nhất là một cỗ máy tiêu diệt ý tưởng gần như hoàn hảo. Mọi người trong nhóm đều thoái lui về với sự an toàn của thói quen thuộc và được kiểm soát tốt. Ngay cả những người sáng tạo cũng làm vậy. Việc đó dễ dàng hơn. Nó tránh được sự mơ hồ, nỗi sợ về những gì không thể đoán được. Đoán trước, sự đe dọa của những gì không quen thuộc và sự lộn xộn của trực giác và cảm xúc của con người. Vậy bạn phải làm gì để nuôi dưỡng sự tò mò và kích thích phát triển? Bạn phải tìm kiếm những người tò mò khác. Một vài năm trước đây, Maker và tôi đã đến Jordan vào kỳ nghỉ. Chúng tôi yêu thích lịch sử và nghệ thuật. Và trong nhiều năm chúng tôi đã nghe và đọc về Petra, thành phố cổ được xây dựng bằng đá sa thạch. Nếu bạn đã từng xem phim Anderson and Gillespie, Anderson và cuộc thập tự chinh cuối cùng, bạn có thể nhớ mặt tiền bằng đá được chạm khắc thông điệp về nơi chiếc chén thánh được cất giấu. Cảnh đó trong bộ phim đã được ghi hình ở ngoài kho bạc tại Petra. Khi đến thăm Petra, chúng tôi đã đi bộ nhiều dặm. Vào thời điểm đó, tôi cần phẫu thuật thay thế điểm đầu gối. Vì vậy, tôi thấy trải nghiệm đó thật khó khăn và đau đớn. Đến giờ ăn trưa, tôi đã kiệt sức và đau đầu gối khủng khiếp. Khi chúng tôi đang ăn, người hướng dẫn nói với chúng tôi rằng có một nơi đẹp hơn để xem những gì khắc trên đá.
Nó nằm ở ngọn núi tiếp theo và chúng tôi có thể xem nó, nhưng phải tự leo. Hầu hết mọi người đều không chọn tham gia, nhưng tôi, như tôi, họ đã mệt. Tôi cũng từ chối. Nhưng khi chúng tôi ngồi ăn trưa và vài người quyết định tham gia chuẩn bị đi, tôi bắt đầu phân vân. Họ tò mò và hào hứng về chuyến đi và sự hứng thú của họ bắt đầu kích thích và truyền cảm hứng cho tôi. Sự tò mò trước đây của tôi trỗi dậy và không thể chịu đựng được suy nghĩ sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Merkel và tôi đã quyết định gia nhập nhóm. Chúng tôi mất 1 giờ để leo lên núi và 2 giờ để quay trở lại, nhưng thật đáng giá. Tôi thậm chí còn không thể để tâm đến việc suốt tối phải ngâm đầu gối trong phòng khách sạn, được vây quanh bởi những người tò mò thật tuyệt vời. Tôi không biết cách nào tốt hơn thế để nuôi dưỡng và duy trì sự tò mò. 5. Tìm hiểu cái gì đó mới mẻ mỗi ngày. Một trong những cách tốt nhất để duy trì sự tò mò là bắt đầu mỗi ngày và quyết tâm học một cái gì đó mới, trải nghiệm một cái gì đó khác biệt hoặc gặp ai đó mà bạn không biết. Làm điều này đòi hỏi 3 điều. Trước tiên, bạn phải thức dậy với một thái độ cởi mở với những điều mới mẻ. Bạn phải coi ngày hôm nay, bạn phải coi ngày hôm đó là một ngày có rất nhiều cơ hội để học hỏi. Thứ hai, bạn phải luôn cởi mở và đón nhận những thông tin mới trong ngày, trong cả ngày. Hầu hết những người không thành công chấp nhận một ngày của họ diễn ra như thường lệ, nhìn nhận mọi thứ như chúng vốn có và chỉ đơn giản là mong cho hết ngày. Hầu hết những người thành công nắm giữ ngày của họ, tập trung vào đó và bỏ qua những phiền nhiễu. Những người đang phát triển vừa tập trung, vừa duy trì sự nhạy cảm, vừa nhận thức giúp họ đón nhận những trải nghiệm mới. Yếu tố thứ ba là suy nghĩ. Nhìn thấy cái gì mới mẻ mà không dành thời gian để suy nghĩ về nó cũng không mang lại hiệu quả. Nghe thấy điều gì đó mới mẻ mà không áp dụng nó cũng vậy. Tôi đã nhận thức rằng cách tốt nhất để học hỏi cái mới là dành thời gian vào cuối ngày để tự hỏi mình những câu hỏi khiến bạn suy nghĩ về những gì bạn học được. Trong nhiều năm, tôi đã rèn luyện cho mình thói quen tổng kết lại sau một ngày và liệt kê ra những điểm nổi bật. Hãy nhớ rằng, trải nghiệm không phải là người thầy tốt nhất, mà là trải nghiệm đã được đánh giá. Trải nghiệm không phải là người thầy tốt nhất, mà là trải nghiệm đã được đánh giá. 6. Gặt hái từ những thất bại. Một người tò mò phát triển nhìn nhận thất bại theo cách hoàn toàn khác và những người không tò mò. Hầu hết mọi người thấy thất bại, sai lầm, sai sót là dấu hiệu của sự yếu đuối. Khi họ thất bại, họ nói, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Nhưng những người phát triển coi thất bại là dấu hiệu của sự tiến bộ. Họ biết rằng, cũng phải có lúc thất bại trong hàng loạt những lần thử sức. Đó là một phần của cuộc hành trình tò mò. Do đó, họ làm bạn với thất bại. Khi thất bại là bạn của bạn, bạn không hỏi, làm sao tôi có thể tránh xa trải nghiệm này. Thay vào đó bạn hỏi, tại sao điều này xảy ra? Tôi có thể học được điều gì? Tôi có thể phát triển từ đây bằng cách nào? Kết quả là bạn thất bại nhanh, học cũng nhanh và thử sức lại càng nhanh hơn. Điều đó dẫn đến sự phát triển và thành công trong tương lai. 7. Ngừng tìm kiếm câu trả lời đúng. Thảo ơi, tiếp nhé. Hằng xin tiếp tục nhé cả nhà. Phần 7, ngừng tìm kiếm câu trả lời đúng. Do bản tính nên tôi là người luôn chị Hoài tắt mic được không ạ? Chị Hoài tắt mic giúp em. Tuy nhiên, tôi biết rằng có rất nhiều người với kiểu tính cách khác thường tưởng tìm kiếm câu trả lời đúng cho bất kỳ câu hỏi nào. Tin hay không là tùy bạn, nhưng đó là một vấn đề. Những người có tư duy, giải pháp duy nhất này không đặt mình vào hoàn cảnh tốt nhất để học hỏi và phát triển. Tại sao? Bởi vì luôn có hơn một giải pháp cho một vấn đề. Nếu bạn tin rằng chỉ có một giải pháp duy nhất, bạn có thể cảm thấy nản lòng bởi vì bạn không thể tìm ra nó. Hoặc nếu bạn nghĩ rằng bạn đã tìm thấy nó, bạn ngừng tìm kiếm và có thể bỏ lỡ những ý tưởng tốt hơn. Ngoài ra, khi bạn có được những gì bạn cho là đúng, bạn sẽ trở nên tự mãn. Không có ý tưởng nào là hoàn hảo, dù nó tốt thế nào đi nữa, nó vẫn luôn có thể được cải thiện. Có thể bạn đã từng nghe câu nói rằng, nếu nó không hỏng, đừng sửa. Câu này chắc chắn không phải là từ một người quyết tâm phát triển cá nhân. Nếu đó là tư duy của bạn trong quá khứ, tôi khuyên bạn nên thay đổi sang tư duy của người đặt câu hỏi và thay câu đó bằng các câu sau. Nếu nó không hỏng, làm sao chúng ta có thể làm nó tốt hơn? Nếu nó không hỏng, khi nào nó có khả năng hỏng trong tương lai?
Nếu nó không hỏng, nó còn hiệu quả được bao lâu khi thế giới thay đổi? Những người tò mò liên tục đặt câu hỏi, và kết quả là họ liên tục học hỏi. Cách đây vài năm, tôi đã bán các công ty của mình để có thể tập trung năng lượng và dành nhiều thời gian hơn cho việc viết và làm diễn giả. Nhưng sau một thời gian, tôi căng thẳng, tôi có thể thấy rằng các nguồn lực tôi phát triển qua nhiều năm để giúp người khác phát triển và học cách lãnh đạo đã không đến với mọi người theo cách mà tôi nghĩ. Vì vậy, trong năm 2011, tôi đã mua lại chúng và thành lập John Maxwell để tôi có thể chỉ đạo quá trình đó một lần nữa. Tôi rất vui vì tôi yêu đội của mình. Đội có ít người, gồm những người nhanh nhẹn, tập trung và có tài năng. Tôi đặt mọi thứ vào tay họ và để họ thoải mái làm theo ý mình. Và tôi nói với họ rằng tôi muốn họ đến làm việc mỗi sáng với tâm thế rằng có một cách tốt hơn để làm mọi thứ họ làm. Quyết tâm tìm ra ai có thể giúp họ học cách làm điều đó và sẵn sàng làm mọi việc tốt hơn bao giờ hết. Và họ đã và đang làm như vậy. Roger Wallace, tác giả của cuốn Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo nói, hầu hết mọi tiến bộ trong nghệ thuật, nấu ăn, y học, nông nghiệp, kỹ thuật, tiếp thị, chính trị, giáo dục và thiết kế đã xảy ra khi ai đó thách thức các nguyên tắc và thử một cách tiếp cận khác. Nếu bạn muốn tránh phát triển quá thoải mái và trở nên trì trệ, hãy tiếp tục đặt câu hỏi và thách thức quá trình này. Tiếp tục hỏi nếu có một cách tốt hơn để làm mọi việc, điều đó sẽ khiến những người tự mãn và lười biếng khó chịu. Đúng vậy, nó sẽ tiếp sức, thách thức và truyền cảm hứng cho những người đang phát triển. Chuẩn xác. Hầu hết mọi tiến bộ trong nghệ thuật, nấu ăn, y học, nông nghiệp, kỹ thuật, tiếp thị, chính trị, giáo dục và thiết kế đã xảy ra khi ai đó thách thức các nguyên tắc và thử một cách tiếp cận khác. 8. Vượt qua chính mình. Nếu bạn đặt câu hỏi và để mình thất bại, thì có lúc bạn sẽ trông thật ngu ngốc. Ai cũng đều không thích điều đó. Bạn có biết phản ứng của tôi là gì không? Vượt qua chính mình. Như Roger Wallace nói, nếu chưa từng thử bất cứ điều gì có thể khiến bản thân trông thật lố bịch, chúng tôi vẫn chỉ ăn lông ở lỗ mà thôi. Thay vào đó, chúng ta cần tư duy như những đứa trẻ. Điều tôi thích ở bọn trẻ là chúng luôn hỏi. Chúng không nghĩ câu hỏi đó có ngớ ngẩn hay không. Chúng cứ hỏi thôi. Chúng không lo lắng về việc liệu mình có xuẩn ngốc khi thử một cái gì đó mới không. Chúng cứ làm thôi. Và kết quả là chúng học hỏi. Richard, người sáng lập Supper, và đã nói rằng thà có vẻ ngu ngốc còn hơn là ngu ngốc thật sự. Thà có vẻ ngu ngốc còn hơn là ngu ngốc thật sự. Hãy bỏ qua cái tôi của bạn và tiếp tục đặt câu hỏi. Đó là một lời khuyên tuyệt vời. 9. Thoát khỏi lối mòn. Tôi rất thích câu nói của nhà phát minh Thomas. Chẳng có nguyên tắc nào ở đây cả. Chúng tôi đang cố gắng thực hiện một cái gì đó. Edison luôn cố gắng đổi mới, tư duy vượt khỏi lối mòn. Hầu hết những ý tưởng đột phá đều phá vỡ những nguyên định hiện có. Chúng khiến trật tự cũ bị xáo trộn. Như Ralph Squader nói, cuộc sống là một thử nghiệm. Càng thử nghiệm, bạn càng làm tốt hơn. Chẳng có nguyên tắc nào ở đây cả. Chúng tôi đang cố gắng thực hiện một cái gì đó. Tôi đánh giá cao tư duy sáng tạo và tôi dễ dàng thất vọng trước những người bị từ chối. Tư duy vượt khỏi lối mòn do chính họ áp đặt vào bản thân. Khi mọi người nói những điều như chúng tôi chưa bao giờ làm vậy trước đó, hoặc đó không phải là việc của tôi. Tôi chỉ muốn thức tỉnh họ. Tôi muốn nói với họ rằng họ chỉ đang tồn tại chứ không hề sống. Những ý tưởng hấp dẫn ở khắp nơi, nhưng thật khó để nhìn thấy chúng khi bạn không vươn ra khỏi những tư duy xáo mòn của mình. Thay vì yên phận, mọi người cần phá vỡ những rào cản, thoát ra ngoài và trở thành thợ săn ý tưởng. Điều đó đòi hỏi tư duy phong phú. Thật không may, hầu hết những người tư duy theo lối mòn lại sở hữu một tâm trí cằn cỗi. Họ không nghĩ rằng có nhiều nguồn lực để khai thác. Họ nghĩ rằng họ không thể. Tác giả Clemmer nói, một trong những chìa khóa để đạt được sự phong phú là có tâm trí định hướng giải pháp. Một người bình thường nghĩ mình là người tích cực, nhưng anh ta không phải là người có định hướng giải pháp. Nói cách khác, hầu hết mọi người sống theo lối mòn thay vì tư duy sáng tạo. Họ sống với những hạn chế của mình, Clemmer quan sát. Khi người trung bình tự hỏi, tôi có thể làm được điều này không? Họ căn cứ vào hoàn cảnh họ nhìn thấy. Một người có tư duy phong phú sẽ đặt ra những câu hỏi khác. Họ hỏi, tôi có thể làm điều này bằng cách nào? Sự thay đổi đơn giản về từ ngữ này đã thay đổi mọi thứ.
Nó buộc tâm trí của bạn tạo ra một giải pháp. Cách tốt nhất để khiến một tâm trí chậm chạp trở nên chủ động là thay đổi thói quen của nó. Vượt ra khỏi lối mòn sẽ giúp một người làm được điều đó. 10. Tận hưởng cuộc sống của bạn. Có lẽ cách tốt nhất để duy trì sự tò mò và tiếp tục phát triển là tận hưởng cuộc sống. Tom Painter là tác giả cuốn Tìm kiếm sự hoàn hảo, nhận xét cuộc đua sẽ thuộc về những người tò mò, có chút điên cuồng và những người có đam mê không dứt với việc học hỏi và dám đi tìm. Tôi tin rằng nhờ Chúa, chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống và sống tốt. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận rủi ro, có lúc thất bại, có lúc thành công, nhưng luôn phải học hỏi. Khi bạn tận hưởng cuộc sống của mình, những lằn ranh giữa công việc và vui chơi bắt đầu mờ dần. Chúng ta làm những gì chúng ta yêu thích và yêu thích những gì chúng ta làm. Mọi thứ đều trở thành một trải nghiệm học hỏi. Tò mò là chìa khóa. Bạn có nói rằng ai đó đạt được bằng tiến sĩ, là giáo sư tại một đại học uy tín và giành được giải Nobel về vật lý, hẳn đã khai thác hết tiềm năng của mình. Thế còn nếu bạn cũng biết được rằng người đó đã được mời đến giúp phát minh ra quả bom nguyên tử đầu tiên trong dự án Manhattan khi ông mới chỉ 20 tuổi thì sao? Quả là một thành tích đáng nể phải không? Chìa khóa thành công của một người như vậy là gì? Hầu hết mọi người sẽ đoán là trí thông minh. Nhưng nhà khoa học này nổi tiếng là có chỉ số IQ trên trung bình chỉ 125. Chắc chắn rồi, ông thông minh, nhưng bí mật thực sự cho sự phát triển và thành công của ông là sự tò mò. Tên của ông là Richard Feynman, phát âm là Feynman, con trai của một nhân viên bán hàng đồng phục đến từ thành phố New York. Richard luôn được khuyến khích đặt câu hỏi và nghĩ cho mình. Năm 11 tuổi, ông đã tạo ra các mạch điện, làm các thí nghiệm ở nhà và sớm nổi tiếng về khả năng sửa đài. Ông luôn khám phá, học hỏi, đặt ra câu hỏi tại sao. Ông bắt đầu học đại số ở tiểu học. Ông rất giỏi lượng giác và cả tích phân lẫn vi phân ở tuổi 15. Khi thầy giáo vật lý ở trường trung học bắt đầu khó chịu với ông, thầy đưa cho ông một cuốn sách và nói rằng em nói quá nhiều và gây ồn. Thầy biết vì sao, em không có việc gì để làm. Hãy đặt cuốn sách này và khi nào biết mọi thứ trong sách, em có thể tiếp tục nói. Đó là một cuốn tích phân nâng cao, giáo trình cho sinh viên cao đẳng. Feynman đã nghiền ngẫm hết. Nó trở thành một công cụ khác trong hộp công cụ của ông để học hỏi về thế giới. Ông cực kỳ ưa thích việc giải đố và giải mã. Khi học trung học, bạn cùng lớp với Richard biết điều này và ném cho ông đủ loại câu đố, phương trình, hình học, v.v. mà họ có thể tìm thấy, ông xử lý được hết. Sự tò mò vô hạn. Mong muốn biết lý do tại sao của Feynman đã thôi thúc ông nghiên cứu bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ. Ông không chỉ quan tâm đến vật lý hay toán học. Bất cứ ý tưởng nào cũng có thể khiến ông quan tâm. Ví dụ khi học chuyên ngành vật lý tại MIT, ông đã làm một công việc mùa hè như một nhà hóa học. Khi học chương trình tiến sĩ ở Pinkerton, ông đã ăn trưa với các nghiên cứu sinh, các lĩnh vực khác để biết họ đặt ra những câu hỏi nào và đang cố gắng giải quyết những vấn đề gì. Do đó, ông đã có cả bằng tiến sĩ về triết học và sinh học. Sự tò mò đó vẫn tiếp diễn suốt cuộc đời ông. Và một mùa hè, ông quyết định tiến hành nghiên cứu về di truyền. Một lần khác, khi đi nghỉ ở Guatemala, ông đã tự học cách đọc chữ viết cổ của người Maya, dẫn đến những khám phá toán học và thiên văn của ông về một bản thảo cổ xưa. Ông trở thành một chuyên gia về nghệ thuật, học cách vẽ và biết đủ để có một cuộc trình diễn một người. Ông là một người học suốt đời. Sự tò mò của Feynman đã có lúc vơi đi. Đó là sau những năm tháng cống hiến hết mình cho dự án Manhattan. Ông đã trải qua một thời kỳ trì trệ và nghĩ rằng mình suy sụp. Ông mất đi ý muốn khám phá, nhưng sau đó ông phát hiện ra vấn đề. Feynman viết, tôi từng rất thích làm vật lý. Tại sao tôi lại thích nó? Tôi từng dùng nó để chơi. Đối với tôi, việc nó có quan trọng đối với sự phát triển của vật lý hạt nhân hay không không quan trọng. Mà quan trọng là phải vui và thú vị. Khi tôi còn học trung học, tôi thấy nước chảy ra khỏi một vòi nước đang ngày càng đẹp. Và tự hỏi liệu tôi có thể tìm hiểu xem điều gì quyết định đường cong đó. Tôi thấy việc đó khá dễ làm. Tôi không phải làm điều đó. Việc đó không quan trọng đối với tương lai của khoa học. Ai đó đã làm rồi, điều đó không tạo ra sự khác biệt nào.
Tôi phát hiện ra mọi thứ và chơi đùa với chúng để phục vụ mục đích giải trí của riêng tôi. Vì vậy, tôi đã nắm lấy thái độ mới này. Bây giờ tôi trì trệ và sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì. Tôi sẽ chơi đùa với vật lý bất cứ khi nào tôi muốn mà không cần lo lắng về tầm quan trọng nào cả. Sự thay đổi đó trong tâm trí đã cho phép ông đánh thức sự tò mò của mình và chữa được bệnh trì trệ. Kết quả là ông bắt đầu hỏi tại sao trở lại. Không lâu sau đó, ông thấy một người ở phòng ăn của trường đại học quay một chiếc đĩa bằng cách tung nó lên. Ông tự hỏi tại sao cái đĩa lại quay và xoay như thế. Ông đã dựa vào toán học để tìm ra nguyên lý và vẽ một số bản vẽ, chỉ để cho vui. Các biểu đồ và phép toán mà ông đã thực hiện khi làm điều này được ông gọi là nghịch ngợm vui với chiếc đĩa xoay, là những gì đã dẫn đến việc ông nhận được giải Nobel về vật lý. Vì vậy, những gì ông đã làm cuối cùng đã có ích đối với khoa học. Nhưng điều đó xảy ra chỉ đơn giản bởi vì ông muốn tìm hiểu lý do tại sao để làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của bản thân. Feynman sống dựa trên nguyên tắc tò mò. Còn bạn thì sao? Để biết câu trả lời, hãy tự hỏi mình 10 câu hỏi sau. 1. Bạn có tin rằng mình có thể tò mò không? 2. Bạn có tư duy của người mới bắt đầu không? 3. Bạn có biến tại sao thành từ ưa thích của mình không? 4. Bạn có dành thời gian với những người tò mò không? 5. Bạn có học được điều đó, điều gì đó mới mẻ mỗi ngày không? 6. Bạn có gặt hái từ thất bại không? 7. Bạn đã ngừng tìm kiếm câu trả lời đúng chưa? 8. Bạn đã vượt qua chính mình chưa? 9. Bạn có vượt ra khỏi lối mòn không? 10. Bạn có tận hưởng cuộc sống không? Nếu các câu trả lời là có, thì có lẽ bạn là người tò mò. Nếu không, bạn cần phải thay đổi. Và bạn có thể thay đổi, có thể trả lời, có cho những câu hỏi này không liên quan gì đến trí thông minh thiên bẩm, mức độ tài năng hoặc khả năng được tiếp cận với cơ hội. Vấn đề nằm ở việc tò mò và sẵn lòng hỏi tại sao. Tác giả Dorothy Parker cho hay, phương pháp chữa lành sự nhàm chán là sự tò mò. Không có cách nào chữa được sự tò mò. Điều đó rất đúng. Khi bạn tò mò, cả thế giới mở ra trước mắt bạn và rất ít hạn chế về những gì bạn có thể học và cách bạn có thể phát triển. Phương pháp chữa lành sự nhàm chán là sự tò mò. Không có cách nào chữa được sự tò mò. Áp dụng nguyên tắc tò mò vào cuộc sống. Hãy nghĩ đến 3 đến 5 lĩnh vực chính trong cuộc sống mà bạn tập trung hầu hết thời gian và năng lượng của bạn vào đó. Bạn thấy mình trong mỗi lĩnh vực đó như thế nào? Bạn nghĩ mình là chuyên gia hay là người mới bắt đầu? Nếu bạn thấy mình là một chuyên gia, bạn có thể gặp rắc rối khi nói đến phát triển hơn nữa. Người mới bắt đầu biết rằng họ có rất nhiều thứ để học hỏi và cởi mở mọi ý tưởng có thể. Họ sẵn sàng tư duy vượt khỏi lối mòn. Họ không bị bó hẹp vào những khái niệm có sẵn. Họ sẵn sàng thử những điều mới mẻ. Nếu bạn sở hữu tư duy của người mới bắt đầu, hãy làm mọi thứ có thể để duy trì nó. Nếu bạn đã nghĩ mình là một chuyên gia, hãy cẩn thận. Tìm một cách để đánh thức lại thái độ của người mới bắt đầu. Tìm một cố vấn đi trước bạn trong lĩnh vực đó. Hãy làm những gì Richard Feynman đã làm. Hãy tìm lại niềm vui một lần nữa. Lập danh sách những người mà bạn dành nhiều thời gian nhất với họ trong một tuần nhất định. Bây giờ đánh giá mỗi người về mức độ tò mò của họ. Phần lớn đều là những người thích đặt câu hỏi. Họ có thường xuyên hỏi tại sao? Họ có thích học những thứ mới không? Nếu không, bạn cần thực hiện một số thay đổi có chủ đích để dành thời gian với những người tò mò hơn. Một trong những trở ngại lớn nhất đối với sự tò mò và học hỏi là sự miễn cưỡng, để bản thân trông thật ngớ ngẩn trong mắt người khác. Có hai cách dễ dàng để biết đây có phải là vấn đề tiềm năng trong cuộc sống của bạn hay không. Đầu tiên là sợ thất bại. Thứ hai là quá coi trọng bản thân. Thuốc chữa đó là chấp nhận những gì mà tôi gọi là rủi ro học hỏi, đăng ký để làm hoặc học cái gì đó đưa bạn ra khỏi vùng thoải mái của mình, tham gia một lớp nghệ thuật, đăng ký các lớp khiêu vũ, nghiên cứu một môn võ, học một ngoại ngữ, tìm một bậc thầy về thư pháp hoặc tiểu cảnh để theo học. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn sẽ chọn một điều gì đó mà bạn thấy vui vẻ, lĩnh vực bạn không thể được xem như mà là một chuyên gia và nằm ngoài khu vực thoải mái của bạn. Hằng xin chấm hết tại đây nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn hai giọng đọc của Thanh Thảo và Thúy Hằng. Xin mời Thanh Thảo phát biểu luôn nhỉ. Cảm ơn chị Hằng đã đọc sách cùng em nhé. Thì hôm nay chương này rất là hay, là về sự tò mò. Thật sự thì khi mà đọc chương này thì em lại nhớ tới câu nói là
mình hãy là một cái ly nước, một ly nước lửng, mình không phải nên là một ly nước đầy. Mặc dù mình biết rồi nhưng mình vẫn luôn có một cái tinh thần học hỏi. Điều gì cũng vậy, khi mình đến với một cái sân chơi nào đó hoặc một cái team nào đó, hoặc một cái môi trường nào đó thì mình luôn phải biết lắng nghe, luôn biết học hỏi. Thì khi mình biết lắng nghe và học hỏi như vậy thì mình sẽ học được nhiều hơn. Như em ngày xưa em trong công nghệ thực đi học múa đấy, là lúc nào cũng lắng nghe, lúc nào phải học, học thì mình học được nhiều hơn. Chứ mình chẳng là mình nói mình biết rồi đi thì không ai dạy mình cả. Thì sự tò mò, lúc nào cũng phải có sự tò mò thì mình mới khao khát mình học thêm cái gì đó. Chứ mình cảm giác là mình biết rồi thì mình sẽ không được học thêm gì cả. Em rất cảm ơn chàng đọc sách cùng em và rất là cảm ơn cả nhà nhé. Với chị Thúy Hằng nhé. Hằng tiếp nhé. Cảm ơn sếp Thanh Thảo đã đọc sách cùng với Hằng. Cảm ơn cả nhà mình. Qua nguyên tắc tò mò thì Hằng thấy là cái sự tò mò hình như bản thân Hằng nhé. Hằng đang nói bản thân mình một chút nhé. Là nếu mà đặt ra những câu hỏi tò mò, mình sẽ sợ sẽ phải đưa ra những câu trả lời. Và cái đầu mình phải suy nghĩ quá nhiều, mình cảm thấy nó bốc chắp he. Cho nên là mình cứ nghĩ là thôi, cứ coi là cái đó là bình thường đi, mình không cần phải đặt ra những câu hỏi quá nhiều làm gì, nó vốn dĩ nó là như vậy rồi. Đúng như sách nói Hằng là có cái sự suy nghĩ là vốn dĩ nó đã như vậy rồi. Bây giờ thỉnh thoảng Hằng cũng hay có cái sự tò mò, nhưng mà khi đưa ra cái sự tò mò rồi Hằng không có câu trả lời. Ý là mình ngại suy nghĩ, mình ngại vận động đầu óc ấy, mình ngại đưa ra các câu trả lời mới, thế là mình cứ cho nó qua luôn. Coi như là vốn dĩ là như vậy, tò mò nhiều không giải quyết được việc gì. Mình hay có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà qua cái phần này thì mình thấy là cái sự tò mò, thích những người mà thích đặt ra những cái câu hỏi ấy, liên tục hỏi tại sao ấy, chính là cái đó là cái cách để cho mình học hỏi được nhiều hơn, châm ngòi thêm cái sự tưởng tượng của mình, dẫn mình đến những cái khám phá mới này, mở ra các lựa chọn để giúp bản thân mình ngày một phát triển và tốt hơn nữa. Cho nên là chúng ta nên 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 học cách đưa ra những câu hỏi, đưa ra những câu hỏi tại sao để dẫn kích thích đầu óc chúng ta, dẫn đến cái sự tò mò để phát triển bản thân mình tốt hơn. Hằng xin hết ạ. Cảm ơn chị Hà Chu với phát biểu của Vũ Thị Huyên nhỉ. Em thấy chị Huyên ngồi là ghi chép từ đầu đến cuối. Chào tất cả anh chị em, cảm ơn chị Hằng, Thúy Hằng với cả Thanh Thảo đã đọc sách ngày hôm nay nhé. Công nhận là mình như cái phần gần mình phần cuối ấy, em thấy rằng là em cảm nhận được là cái phần cuối của cái chương này ấy, nếu mà chúng ta mà thiếu đi cái sự tò mò ấy về công việc ấy, và như tiếng Hàn nói là mất đi cái sự chô sim ấy, mình luôn có cái lần đầu tiên như mình tham gia một cái gì đó, lần đầu tiên mình tò mò, mình tìm hiểu. Nhưng đến lúc mà mình đã tỏ ra rằng là mình biết một cái gì đó rồi ấy, mình là chuyên gia ấy, thì cái sự học hỏi của mình nó kém đi rất nhiều và cái sự tập trung của mình nó cũng kém đi rất là nhiều. Nên lúc nào mình cũng cần phải có cái, như là cái người mới vào đầu tiên ấy, mình phải tò mò, mình phải tìm ra những câu hỏi thì mình mới có thể là duy trì được cái công việc và phát triển được cái công việc của mình, cũng như là không những trong công việc mà tất cả mọi việc nữa. Nên là bao giờ cái tiếng Hàn nó nói là cái chô sim bà âm, tức là cái tấm lòng đầu tiên, cái mong ước đầu tiên khi mà mình bắt đầu một cái công việc gì đó, mình luôn ở cái giữ ở trạng thái đó thì mình làm việc cái công việc gì nó cũng tốt. Nên là trong cái phần này thì mình, tiếng Việt của mình là cái sự tò mò, đúng không ạ? Nên là lúc nào mình cũng phải cần có sự tò mò. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em. Huyên xin phát biểu đến đây thôi. Cảm ơn chị Huyên rất là nhiều. Nhắc nhở cho chúng ta, tôi gọi là cái tinh thần khởi nghiệp ấy, đúng không? Trong công việc chúng ta gọi là tinh thần khởi nghiệp. Chị Thúy An có thể phát biểu không nhỉ? Đó, các chị em chuẩn bị tề kỳ về mic nè. Người tiếp theo sẽ là Mỹ Tiên nhé. Chị Thúy An mở mic được không? Chào tất cả mấy chị em. Nãy cảm ơn hai chị em đã đọc sách, giọng đọc rất là hay. Thì nghe đọc cái chương này thì cũng nghiệm ra rất là nhiều điều. Có một cái điều mà mình rất là tâm đắc trong này. Có những điều tuyệt vời cần được học hỏi trên dọc đường đi. Cái câu đó mình đánh dấu và mình cảm thấy rất là đúng trong cái cuộc sống của mình. Có những cái điều mà mình cần học hỏi trên cái hành trình, cái cuộc sống của mình đi qua. Cái gì cũng cho mình học hỏi. Người 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 nào cũng có cái cần để mình học hết á. Và có một cái chỗ mà mình rất là thích, đó là nó nói về là gặt hái từ những thất bại. Đúng là trong cuộc sống không phải lúc nào của mình cũng thành công. Trong cuộc sống mình thất bại rất là nhiều. Từ nhỏ, từ những
thứ nhỏ nhặt đến những thứ lớn. Trong giao tiếp cũng vậy, tất cả mọi thứ, mọi lĩnh vực đều có cái để mình làm không được, mình thất bại. Thì tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Nhưng những người phát triển coi thất bại là dấu hiệu của sự tiến bộ. Họ biết rằng cũng phải có lúc thất bại trong hàng loạt những lần thử sức. Đúng là mình phải thử nhiều lần, mình mới được thành công, đúng không ạ? Mình thất bại một hai lần mình cảm thấy nản, mình gọi là cái đó không phù hợp với mình, thì nó không đúng. Mình phải có một cái tư duy nhìn xa hơn một chút. Đó là một phần hành trình của sự tò mò. Do đó bạn là họ làm bạn, bạn phải làm quen với sự thất bại. Khi thất bại là bạn của bạn, bạn không hỏi làm sao tôi có thể tránh được trải nghiệm này. Thay vào đó bạn hỏi tại sao điều này xảy ra, tôi có thể học hỏi được điều gì, tôi có thể phát triển gì từ đây bằng cách nào. Kết quả là bạn thất bại nhanh, học cũng nhanh và thử sức lại càng nhanh hơn. Điều đó dẫn đến sự phát triển và thành công trong tương lai. Cái ý này rất là hay, mình muốn chia sẻ cái ý này cho tất cả các chị em. Cảm ơn tất cả các chị em. Cảm ơn chị Tiên. Tiếp theo, ok, mời Mỹ Tiên. Cảm ơn sếp. Sếp Hằng và sếp Thảo đọc rất là hay, nghe giọng rất hay luôn á. Muốn đọc được gì không nha? À, không đọc được luôn. Hôm nay em học được rất nhiều, học được cái đó trùng với mấy sếp, nhưng mà đây là ý của em. Sự phát triển lớn nhất của những người tò mò gọi sự phát triển tò mò là từ thường thường em ngộ ra được cái thường ngày á, con em nó cứ hỏi em á, mẹ ơi sao mà cái đó nó vậy, sao cái đó nó vậy, nó sao mà con hỏi nhiều quá vậy, sao con gì của con thì con cứ chơi đi, con cứ làm đi, sao con hỏi nhiều quá, là chuyện của người lớn mà sao con hỏi nhiều quá. Nhưng mà giờ nghe đọc xong là nghĩ lại, ồ, con mình nó hỏi gì là nó là tốt, chứ không phải là mà mình cứ bắt bỏ cái lời hỏi mình, câu hỏi của nó không có trả lời cho nó biết là thì ra là mình đã sai rồi, mới nhận ra là mình đã sai rồi, thì là con mình nó tò mò như vậy là tốt. Tò mò nhiều á thì biết được nhiều thứ, nhưng mà như em thì em không có tò mò nhiều, em cứ thích sống cuộc sống ổn định thôi, không có thích tò mò nhiều, không có thích hỏi nhiều, nên là không có biết được nhiều thứ. Giờ cần phải học hỏi lại từ trước đây thì la nói con em là sao mà tò mò quá, bây giờ phải học hỏi lại con mới được, phải tò mò giống như con mới được. Đây giống như là con nói hồi nãy, phải học hỏi từ tư duy của từ một đứa bé vậy đó. Thì làm cái gì đó thì cũng có thất bại thì mới nhận biết ra được cái sai của mình và sửa và từ từ là sẽ thành công. Bây giờ em cũng nhận ra được cái này, thì nhìn những cái người giỏi á, thì trời sao mà họ giỏi thì sao mà không có làm được như người ta, nhưng mà chắc là mình không có, lúc mà người thành công á cũng có cái thất bại, nhưng mà mình không có nhìn ra, mình cứ nghĩ như vậy và mình sẽ mình cứ nghĩ như vậy, mình ồ thì mình cứ thử đi thì rồi mình sẽ qua cái thất bại thì mình sẽ thành công thôi. Học được mình những cái tư duy mới rất là hay ạ. Em cảm ơn các sếp ạ. Cảm ơn Mỹ Tiên, phát biểu hay quá. Cứ học theo cái tư duy của trẻ con đúng không? Sora cũng phát biểu luôn thì hôm trước Sora có đi ra công viên ấy. Tức là mình sau cái điện thoại mình nó có cái nắp Ashley này. Đó. Mà một vô tình một đứa bé nào nó tự nhiên nó chạy đến bên mình, xong nó nắm cái này nó giật ra, xong rồi nó lại đẩy vào. Nó y như thử là nó là thân với quen với mình lắm ấy. Tức là mình phải học cái gọi là, nó hỏi là cái này là cái gì, bố ơi có. Đấy mà mình đâu có quen biết với nó đâu, nó lại nó cầm nó giật ra xong rồi nó đóng vào, y như thử là con của mình vậy ạ. Mà con của mình còn ít khi làm cái điều đó cơ. Tức là thực sự là mình phải học cái tính dũng cảm của trẻ con ấy. Đúng không? Nhiều khi mình rất là tò mò, nhìn ai đó làm cái gì đó mình rất là tò mò, không biết là họ đang làm cái gì, và làm cái này thì sẽ xảy ra tiếp theo nó là cái gì. Mình tò mò nhưng mà mình để trong người, như chị Thúy Hằng, mình để trong người, mình không có nói ra, và mình nói ra mình sợ, mình ngại, rồi là người ta có trả lời mình hay không, hoặc là tức là mình cứ hay nghĩ về cái tư duy của mình trước, cho nên là
đúng rồi, cái tư duy chúng ta cần phải học ở đây, dũng cảm nhất là trẻ con, mà hiếu kỳ nhất cũng là trẻ con. Nên chúng ta cần phải học cái tư duy đó, bất cứ lúc nào cũng trên cái tinh thần học hỏi, thiếu cái sự tò mò mà đã gọi là mắc cái bệnh biết rồi ấy, thì là sẽ dừng lại ở đó và không có sự phát triển thêm nữa, đúng không? Tư duy tò mò hôm nay là cái bài học rất là hay cho tất cả chúng ta luôn. Còn ai chưa phát biểu nhỉ? Chắc Châu Mai này, chị Thúy Hằng, Thu Hằng, chắc chị Thu Hằng này, sếp Tròn Minh Ha, có ai muốn phát biểu nữa không nào? Chị Hải Yến, chị Hải Yến chuẩn bị xong chưa? Phát biểu vài câu nào, rồi đi nào. Chuẩn bị thì xong rồi đấy, nhưng mà vì không không đọc sách được cùng với mọi người nên là không được nghe hết cái nguyên tắc tò mò. Thế nhưng mà thật ra là trong cái quá trình cuộc sống mình nghiệm ra ấy, nếu như mình không hỏi đấy thì sẽ không có câu đáp án đằng sau, và không có đáp án đằng sau thì không biết cách để lựa chọn mình cái nào đúng và cái nào không. Đơn giản như hôm nọ vừa rồi Yến đi tháo răng ấy, bác sĩ bảo mình mới hỏi là thế bao lâu sau thì tôi mới được làm trắng răng, thì cô bảo với Yến là khoảng 3 tháng sau. Mình hỏi là lý do tại sao phải 3 tháng sau mới được làm trắng răng, thì cô ấy bảo lúc đấy mới đặt được lịch. Thế mình không, cái câu đấy nó trả lời nó không xứng đáng với lại cái mà mình đang muốn hỏi. Thì Uấn Trang, bà Uấn Trang vô thì mình hỏi là lý do tại sao phải sau 3 tháng thì tôi được làm trắng răng. Thì bà Uấn Trang bảo không không không, cái này là mình thích bao giờ thì mình sẽ đặt lịch lúc đó, chứ không nhất thiết là phải 3 tháng sau. Thế đấy, nếu đấy nó chỉ là một chút kinh nghiệm nhỏ thôi. Nếu như thực sự ra là mình mà không muốn biết được cái đáp án đằng sau thì mình không hỏi. Và Hải Yến có một cái kinh nghiệm cho bản thân mình là cái đáp án đằng sau nếu như mình không chịu trách nhiệm được thì mình không hỏi. Còn nếu như mình dám chịu trách nhiệm cho những câu hỏi của đằng sau ấy, và mình thực sự muốn gỡ bỏ cái đó thì mình phải hỏi, phải làm cho ra nhẽ thì mình mới đi đúng được cái đường đấy rồi, và đúng cái mong muốn và cái nguyện vọng của mình được. Thì mình thấy rằng là hôm nay cái nguyên tắc tò mò này thực sự ra là rất cần thiết cho chúng ta, cũng như cô Đa vừa nói đấy, nhiều khi mình cứ phân vân, nhưng mà từ bây giờ mình đừng có phân vân nữa, từ mình đừng có chọn lọc nữa, mà mình cứ hỏi cái đáp án đằng sau của nó đi, mình cứ cho mình cái quyền chọn của nó đi. Còn đúng sai hay đằng sau nữa thì mình lại là người là được quyền phán xét thôi, mình lại là người được quyền cân nhắc cái vấn đề đó. Thì Hải Yến xin có một chia sẻ nho nhỏ vậy thôi. Thành cảm ơn chị Hải Yến. Đây, nói đến đấy mình lại nhớ hôm trước mình đi chơi cúc như vậy đấy, mình đăng ký sai xong rồi ra đấy xong nó bảo là nếu mà đăng ký theo cái ưu khuyên như thế này thì không được giảm giá. Thế xong rồi mình bảo là thế đăng ký, tôi đăng ký lại có được không, thì nó lại không, bảo là không được, cái anh này bảo, anh bảo anh không được. Thế xong rồi sau đó là mình lại hỏi cái cô bên cạnh, cũng là cái cô nhân viên đấy, thế chuyển sang cái cô này mình hỏi thì cô ấy lại bảo là được, đăng ký lại đi, thế mình lại được giảm giá. Nhiều khi nếu mà mình chỉ đặt câu hỏi với một người cùng một vấn đề, nhưng mà chỉ đặt câu hỏi với một người mà mình không có đòi hỏi, tức là mình nghĩ là cái này nó rất là đơn giản và có thể làm được, nhưng mà cái người này người ta bảo là không được, thì mình lại hỏi tiếp một người nữa, người nào được thì mình làm với người đó thôi. Giống như là một cái sự đòi hỏi, đó là một cái sự tò mò tại sao lại không được ở đây. Mình hỏi lại thì vô tình nó lại được giải quyết được cái vấn đề đấy cho mình. Nên là nhiều khi câu hỏi chúng ta cũng nên đặt với 2-3 người, nếu như là mình vẫn nghĩ rằng là cái phán đoán của mình lúc đó, cái dự cảm của mình lúc đó là nghĩ được cái vấn đề này là làm được, thì mình lại được giải quyết vấn đề. Như chị Yến vừa hỏi, đúng, mình chưa thỏa mãn cái sự tò mò của mình ý. Mình chưa thấy nó đi theo cái chiều hướng của mình ý, thì mình có thể hỏi lại một lần nữa. Thì cái đấy là cũng là một cái cách tò mò rất là hay. Đó là mình thấy trẻ con Hàn ấy, nó hơn trẻ con Việt Nam mình một cách là nó hay hỏi dùng câu tại sao. Thế nhưng mà như người Việt mình mà nói cái này là không được thì thôi, nó lụng bụng, nó không có nói cái gì là được, không chẳng quan tâm đến cái điều của mình nói là không được, nhưng mà lý do tại sao không được. Nhưng mà trẻ con Hàn trong quá trình mình nuôi, các bạn có thấy không, nó hỏi là tại sao không được. Phải giải thích cho nó đến tận gốc là lý do tại sao, và cái câu trả lời của mình nó phải là thuyết phục thì lần sau nó mới nghe lời mình. Còn không, đúng là rồi, nó sẽ đáp trả lại mình
câu có nghĩa là theo đúng cái cách suy nghĩ của nó. Ý là tại sao không trả lời nó mà tại sao lại nói lại không đúng như vậy. Nó có quyền làm như vậy, nó có quyền nói như vậy, thì đồng nghĩa với việc là mình cũng cần phải là cho mình một cái quyền như vậy. Chứ mình đừng có sợ người ta nghĩ mình thế này, sợ mình nghĩ kia, mà mình không dám đề bạc lên hết ý của mình. Như là trẻ con, tại sao trẻ con Hàn nó hiểu được nhiều và nó rất là thông minh, nó ở cái chỗ đó. Nên chúng ta lại học lại các bé Hàn đó. Đúng rồi. Đấy cũng rất là hay. Cảm ơn trải nghiệm của chị Yến nhé. Còn ai muốn phát biểu không nhỉ? Ai muốn phát biểu tự động bật mic nhá. Châu Mai không có ở đây đúng không? Hôm nay chúng ta được kết thúc sớm nhỉ? Vậy chúng ta chụp ảnh nhé. Chụp ảnh nhé. Nay chụp gì sếp? Hôm nay chúng ta live stream về gì? Omega 3 cho live stream đúng không? Omega 3. Hôm nay Omega 3. Tí một chút nữa chụp Omega 3 nhé. Đó. Cho team Huyên nào. Cho chị. Dạ. Đâu rồi chị ạ? À, chị Yến nào. Hoàn xinh gái, con mở mic được không? Ơi em đây ạ, à, em chào cả nhà. Hôm nay ốm yếu quá nên là không mở mic, không mở cam. Ốm là còn yếu nữa. Bật lên mở cho xem cái mặt thế thôi, chụp cảnh thôi. Mở lên ai mà chả ốm yếu rồi ơi. Thật, này có ai xinh đâu. Chứ Hòa nữa, đấy chứ Hòa kìa. Cái phần ốm còn yếu nữa. Nó yêu nhiều ốm, ôm nhiều yếu ha, khớp nhờ. Trong Mai chạy đâu mất tiêu rồi. Được chưa? Này chúng ta chụp nhá. Từ em đây. Ok. Team nào? Na Tường Sếp Kim Chi. Không có ra đâu. Ok được rồi. Yến này quay mặt đi đâu mất tiêu rồi. Nại đi một chút. Chị Yến chị quay mặt đi mất rồi. Mấy người nhắm mắt nữa. Nại nào. Đang thử thách lòng kiên nhẫn của nhau đây mà. Thảo Sĩ. Tò mò không ai tò mò. Hana Tường Sếp Kim Chi. Ok được rồi ạ. Chị em chúng ta chuẩn bị mặc đồ để tập thể dục thôi. Từ chụp ảnh đã. Ha, ở quên Omega 3 hay à? Hôm nay con lên công ty à? Ừ. Cảm ơn anh. Tất nhiên ông lên công ty một hôm nhỉ? Tất nhiên ơi. Nếu mà xong tí nữa xong mình chia sẻ cho tất cả các anh chị em mình cái video mà nâng năng lượng ấy, mọi người rảnh mọi người nghe. Hôm đấy sếp Thảo nghe thấy thế nào? Cái hôm video hôm qua chị làm ấy không, cái video gửi cho em để nghe cho bài cái nào đã. Em chưa có thời gian để Hana, nghe. Hana Tường Sếp Kim Chi. Rồi ạ. Chị gửi cái video đấy vào trong cái phòng đọc sách cũng được chị. Mà mọi người đọc cho mọi người nghe. Cảm ơn Zep, chụp xong hết vào. Dạ. Em ra. Em ra dưới nhà.